giám khảo. Và vợ mình lúc đó là thí sinh. Mình hát, thấy Sarah trên sân khấu là wow, đẹp quá, wow, đẹp quá. Nên là mọi người đồn là à, hình như hai cái người này có vấn đề này. Đồn là em yêu anh Linh rồi tham gia chương trình để lấy giải này kia. Xong rồi sau đó thì kiểu hai người mới mắc cười quá, bảo là này mà đồn chắc yêu thật chắc mắc cười lắm. Sau này anh ấy còn nói là lúc đó em khó quá, anh định ngưng, định thôi luôn. Đừng bỏ luôn. Tại vì là không có một cái dấu hiệu gì là mình sẽ thành công. Nhưng mà đến với chương trình thì xin mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Xin chào khán giả, mình là nhạc sĩ Dương Ngất Linh, sinh năm 1980, mình ở Sài Gòn. Rồi, xin mời em. Xin chào khán giả của Vợ Chồng Son, chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em là ca sĩ Sarah Lưu, là một cô gái đến từ Hải Phòng và sinh năm 1993. 93, trẻ quá. Nhưng mà là chắc cái điều này là nhiều người cũng chưa biết đâu. Và hôm nay đến với chương trình này, đây là hai vợ chồng sẽ bật mí cho chúng ta biết cái cơ duyên mà Khắc Linh và vợ của mình, là hai bạn làm sao lại là gặp nhau. Lần đầu mình đã gặp Sarah là ở một cái chương trình ca hát. Mình làm giám khảo. Và vợ mình lúc đó là thí sinh. Mình hát, thấy Sarah trên sân khấu là wow, đẹp quá. Wow, đẹp quá. Mà biết bao nhiêu thí sinh mà tự nhiên em thấy Sarah cái em wow thôi á. Dạ, yeah, tại Sarah đẹp nhất. Thế thì Sarah ngồi đứng ở trên sân khấu mà nhìn xuống đấy, ở dưới có nhiều, ngoài Linh ra thì có bao nhiêu giám khảo nữa? Dạ còn hai người giám khảo nữa ạ. Nhưng mà có ấn tượng gì về ông giám khảo Dương Khắc Linh hay không? Đầu tiên thì chưa có ấn tượng gì, nhưng mà thật ra là chị gái của em là cũng đã có biết quen biết anh Linh từ trước 3 năm trước, nhưng mà anh Linh thì không hề biết là chị gái có một cô em gái như vậy. Khi mà bạn bè của hai người nói là ở Trinh có em gái, có tham gia, ngày xưa có tham gia nghệ thuật, thì sau đó mới biết đến nhau. Sau đó thì cái tình cảm á, làm sao mà nó nảy nở rồi nó phát triển rồi thành người yêu của nhau? Dạ cái này thì đầu tiên là do mọi người đồn. Tại vì thực ra là anh Linh có chơi bạn bè với chị gái của em, nên là khi tham gia chương trình có hay đến cái cặp đôi của em hát song ca, hay đến hỏi han rồi cười đùa rồi quan tâm ấy ạ. Nên là mọi người đồn là hình như hai cái người này có vấn đề này. Đồn là em yêu anh Linh rồi tham gia chương trình để lấy giải này kia ạ. Xong rồi sau đó thì kiểu hai người mới mắc cười quá, bảo là này mà đồn chắc yêu thật chắc mắc cười lắm. Nhưng mà sau khi đến gần chung kết thì cái cơ hội làm việc sáng tác bài hát mới cho cặp đôi vào vòng chung kết là bài hát mới. Nên là làm việc với nhau nhiều hơn, thế xong từ đấy là có đi ăn với nhau. Thế xong rồi dần dần thì khi mà chung kết xong thì hai người chính thức quen. Khi mà em gặp anh Khắc Linh á, là em có biết ảnh trước đó hay không? Dạ em không có tìm hiểu. Không có tìm hiểu. Mà mặc dù khi mà chơi cùng với chị gái em thì em cũng không có tìm hiểu. Không có tìm hiểu luôn. Cái hồi mà em mới gặp anh Linh, khi mà em tham gia chương trình, em còn tưởng anh ấy hơi bánh bèo. Ôi bánh bèo. Tại anh hay giỡn mọi người, anh hay giỡn kiểu bánh bèo. Nhưng mà đó có phải là gu của em không? Dạ không. Dạ không. Anh Linh là gì? Anh Linh là hay giỡn đúng không? Dạ, giỡn bánh bèo mà thật sự là không bánh bèo. Mà mình thì không phải gu cái cổ, cho nên là phải có siêu nhiều thời gian. Phải là hơn một tháng. Trời ơi, lâu dữ ạ. Trời ơi, bốn ba mươi ngày đó chị. Còn đấy là gặp nhau từ chương trình cho đến lúc đấy là khoảng tầm 4-5 tháng sau. Thì trong vòng từ hồi mới gặp cho đến lúc yêu thì chắc là tầm nửa năm. Sau này anh ấy còn nói là lúc đó em khó quá, anh định ngưng, định thôi luôn. Đừng bỏ luôn. Tại vì là không có một cái dấu hiệu gì là mình sẽ thành công. Giống như là ví dụ đi ăn á, ví dụ mình hỏi gì đó, dạ. Có sao mình nói gì đó nữa, có sao dạ không. Nhưng là không có một khó cái khăn sự quá, mở dạ. Miệng nó cũng khó nữa. Không có sự giao lưu mà. Không có giao lưu. Từ tâm mới đúng dạ, không? Dạ. Rồi không biết rồi sao vậy, trong một tháng đó thì lý do gì mà em gục ngã? Anh ấy khác với những người khác nên là em thấy được quan tâm nhiều hơn. Thế cho nên là anh thấy giống như kiểu là anh ấy tổng tấn công quá. Thì mình thấy anh này cũng thật sự là quan tâm đến mình và kiểu nghiêm túc. Rồi nhưng mà hai đứa quyết định làm đám cưới có coi ngày, coi tháng, có coi tử vi đồ này kia có phù hợp không hay này kia không? Cả. Thậm chí là hồi mới quen nhau hai tuần mấy là anh dẫn Sarah đi xem tử vi liền. Vậy là cái tần số tụi em có hợp không? Có. Tử vi cứ nói là tần số tụi em coi có như hợp là không? Cái người đó diễn tả cái người vợ tương lai của mình đó là y hệt là Sarah. Còn người chồng á họ diễn tả là đúng là mình luôn. Cho nên là lúc đó là thấy ok, vậy đúng rồi. Đang người ta hay nói là mình không thích cái gì làm sẽ bị nghiệp. Thì đó đúng rồi. Cái này cho cái đó. Đúng rồi, ông bà mình nói câu đó quả không sai đó. Hồi xưa lên về đây á thì cũng có mấy cô Hải Phòng á mà xinh xinh đẹp lắm, thì bạn bè nói đừng bao giờ mà dính
với mấy cái người, mấy cái cô Hải Phòng siêu dữ. Cái xong nghe lời đúng không? Nghe lời, xong bao nhiêu năm là không có bây giờ mà dám. Cái xong là sau này là bạn thân nhất của mình cưới một vợ Hải Phòng thì lên cười nó. Và bữa là mày ngoại tỉnh là nó cắt luôn á nha, kiểu vậy á. Cái xong 2 năm sau là gặp ra cái xong cưới luôn. Như vậy nè sợ cú nào chơi cao của đó, vừa sợ cú nào chơi cao của đó, và thêm cái nữa là cười người hôm trước hôm sau là cười hoài đó, cười hoài kể ra nè, cười luôn nè. Thôi giờ mình trở lại cái vụ bói đi, vừa bói mà thấy hai người đúng vậy thì là Linh chắc chắn là có gấp rút coi như là hối cưới không? Có Linh, tại vì là lúc đó Linh cũng có tuổi rồi thì Linh thì rất là muốn tìm ai để cưới, là có con này kia, cho nên là Linh hối liền. Tại lúc đó mẹ Linh cũng đang ở Việt Nam. Thì nói thôi, hai vợ chồng nói thì thôi, để lần sau chừng nào mẹ về thì mình gặp, bây giờ hơi sớm mới quen nhau. Nửa năm sau mẹ lại về tiếp. Thì đó, thì tức là ban đầu em cũng có nói khi mà mẹ anh ấy về Việt Nam, lúc đấy là Tết, hồi đấy là có mới gặp chứ gì hết. Thì bảo là thôi anh cứ dẫn mẹ đi chơi, khi nào mà mình tình cảm mà chắc chắn rồi công việc ổn định thì lúc đấy mình giới thiệu sau cũng được. Tại vì em là một người rất là sợ gặp phụ huynh, sợ lắm. Thế nên là lúc đấy là đã từ chối rồi, xong mà ok thì anh thấy cũng hợp lý, dẫn đi coi tử vi. Coi tử vi khi mà biết mình sẽ lấy một người như nào xong cái em ngày mai qua gặp mẹ anh nhé. Gặp luôn. Chết rồi. Kiểu cũng mời quá, mình cũng thấy thôi mình đi gặp xem sao. Nhưng mà tại chắc vì cái tử vi á tả mô tả cái người vợ người chồng quá đúng không? Cho nên là chắc là Linh thấy vậy là thôi đúng luôn, cuộc đời của mình là đúng luôn rồi đó. Sau vài tháng thì ba mẹ Linh về, thì hai phụ huynh hai bên gặp nhau này kia, cái xong ba mẹ đã nói luôn thôi bây giờ từ bây giờ là hai đứa gọi ba mẹ luôn đi, có nghĩa hai bên gọi ba mẹ luôn, có nghĩa là muốn đẩy nhanh nhất có thể thì rất là muốn có cháu nội. Chỉ trong vòng nửa năm thôi là cầu hôn liền. Mà lúc đấy là xin bố mẹ em là xin được phép được cầu hôn, thì bố mẹ có bảo là suy nghĩ kỹ nha, không đổi lại nha. Tại lúc đó là sẽ có một cái chuyến đi du lịch đi châu Âu, em đã chuẩn bị hết mọi thứ, cái nhẫn rồi mọi thứ địa điểm rồi thậm chí là một cái đội ngũ này quay phim và chụp hình lại luôn. Mà Sara thì không biết gì hết. Lúc đầu nó là một cái chuyến du lịch châu Âu vài nước, tại vì cũng đi kèm với là quay MV cho nhạc phim ạ. Thì khi đó là quay xong hết rồi, đi Pháp, Ý, Hà Lan quay xong hết rồi, thì cuối cùng là sẽ dẫn đi Santorini. Thì lúc đó anh có nói là quay xong rồi thì em nghĩ là sắp quay xong rồi không cần phải mang đồ đẹp đâu, mang đồ thể thao thoải mái đi cho nó dễ đi lại. Thế xong rồi đến hôm đấy thì anh ấy quay, anh nói là sẽ quay thêm vài cảnh mặc đồ đẹp nha. Em không mang gì hết, mà mỗi cái áo thể thao với một cái chân váy kiểu maxi rất là đi biển đấy ạ. Xong rồi bảo thôi thế để anh dẫn em đi mua một bộ đầm khác nhìn cho nó dễ nhìn hơn chút. Đi nguyên một cái chợ toàn là đồ nhìn rất là già với cả không có hợp với cái gu của mình ạ. Xong rồi bảo thôi đi về, em thấy quay thấy đủ rồi, em là một người kiểu rất là hồi sao cũng được. Xong rồi đến lúc mà đi về khách sạn, một lúc mà lấy chìa khóa ở lễ tân ấy, thì tự nhiên thấy một ông cầm một cái kim bồ nhỏ, xong rồi cứ quay cái chĩa này, nhưng mà cái mặt ông quay đi mà cái tay ông chĩa về phía mình như này. Xong em bảo, là tại sao ông này tự nhiên cứ chĩa máy về phía mình mà không nhìn giống như kiểu quay lén. Mà anh Linh bảo là hôm sau chắc người ta quay chẳng may dính thôi. Xong rồi đi về, đến lúc mà về phòng thì tự nhiên mở ra thấy một cái đường hoa hồng trải vào trong phòng, đi lên cầu thang em bảo là chứ rồi anh ơi, cái này chắc là người ta bắt mình quay quảng cáo đấy, em không quay đâu. Xong rồi lên cái ban công, là ban công kiểu hoàng hôn và nhìn xuống dưới biển ạ. Ban công thì có một cái bàn trắng, một chậu hoa, vậy chai vang, hai cái ly. Xong em bảo là chết rồi anh ơi, dẹp. Không quay đâu. Thế xong rồi đến lúc kéo ra ban công thì bắt đầu thấy mặt nghiêm túc, cầm tay như này, cầm tay. Lúc đấy trong đầu em tự nhiên lấy ra một cái ý định là chết rồi, này phải cầu hôn không? Lão cầu hôn mình rồi. Chết rồi. Thế sau lúc đấy anh Linh có nói một vài câu là kiểu anh nói câu đấy đi. Nói như đại khái là anh em quen cũng không có được lâu lắm, nhưng mà anh muốn chia sẻ cả đời của anh với em rồi gì đó. Đại khái vậy, cái xong là mình quỳ xuống, mình xin là như là em có muốn cưới anh không? Em muốn cưới anh không? Em muốn làm vợ anh không? Cái xong là thấy mặt của Sara em ạ. Không có nói ra tiếng luôn, chỉ có gật đầu. Không nói ra tiếng luôn. Lúc đấy trong đầu em chỉ có nghĩ là thôi chết rồi, làm sao bây giờ, chết rồi. Trời ơi, tại sao lại làm này, chết rồi. Xong rồi kiểu lúc đấy xẹt, nghĩ là từ lúc
yêu nhau tới giờ chưa chia tay chia chân, chưa cãi nhau, nói chung là cũng vui vẻ, nói chung là cũng yên bình, mọi việc ok ổn thỏa. Rồi đánh đùng phát có chồng luôn đấy. Ngày xưa em luôn luôn nói với bạn bè em là người sẽ lấy chồng cuối cùng, khoảng ngoài 30. Nói chung là cũng không thích đẻ lắm, cho nên là cũng hơi sợ là sinh đẻ này kia. Nhưng mà cuối cùng là tự nhiên bị xích, xong rồi lấy hơi bị sớm luôn á, hai mấy là tuổi đã lấy rồi. Cầu hôn từ hồi em 26, xong rồi đến 27 là lấy á. Từ lúc mà cưới xong về là 5 năm nay rồi đó. Thì hai vợ chồng có những cái tật xấu gì mà nó lòi ra mà đối phương cảm thấy là cần phải sửa đổi hay không? Dạ thì có mỗi cái là hay hối và hay kiểu bị làm ngay lập tức. Mỗi lần mà kiểu đến một cái sự kiện hay event gì đấy mà em hay tự chuẩn bị, tự make up là hay hối. Lẹ lẹ. Tại anh Linh là một người rất là đúng giờ. Nhưng mà tại vì mình cũng nóng tính trong công việc. Chứ còn đối với vợ thì ok ạ. Như vậy là em đang kể cái tật xấu của anh Linh đó, mà em kể thì sao lại lòi ra em đó. Tại vì anh đúng giờ. Thì em đúng là người đúng. Em là người rất là lề mề. Thành ra bây giờ nè, cái điểm gì ở Linh mà tới bây giờ mà em cảm thấy là em vẫn cảm thấy là muốn Linh sẽ, nếu như Linh thay đổi đó thì nó sẽ hoàn hảo. Là hoàn hảo hơn. Dạ. Thì nói chung là không được nóng vội, không phải nóng nảy mà là nóng vội. Nóng vội. Chưa có suy nghĩ về những cái vấn đề mà nếu như mà những cái điều không tốt xảy ra. Chỉ hết lao đầu làm hết thôi. Sức bình tĩnh, dạ, bình từ từ đúng không? Dạ dạ. Và cũng hay tin người nữa. Hay tin người. Ồ, nhẹ dạ cả tin đó. Có bị cú nào hay không? Có bị ai có bị lừa chưa? Không? Đó. Không thì từ hồi trước khi gặp em thì cũng đã bị lừa làm ăn cũng khá khá, một vốn khá khá đấy ạ. Không, cái đó là trước đây rồi. Dạ, trước hỏi đây. Là từ lúc mà có cô gái Sarah bước vào trong đời của anh á thì dạ. còn bị một cú lừa nào không? Dạ không. Tại vì thường là sẽ hỏi ý kiến em, còn cái nào mà không nghe là bị là. Thế em là có mấy cháu rồi? Dạ có hai bé sinh đôi, bé trai. Hai bé sinh đôi. Thế thì trong cái công việc mà nuôi con nè, rồi gọi là dọn dẹp nhà cửa nè, rồi nấu nướng nè, thì là ảnh đóng vai trò bao nhiêu phần trăm? Dạ cũng khá nhiều ạ. Chăm con ok không? Dạ biết tắm rồi thay tã rồi. Giỏi dữ vậy đó hả? Rồi nói chung là làm được hết. Nấu nướng thì sao? Nấu nhiều hơn em. Bây giờ hỏi nè, nguyên là phải vạch lá trình sau. Có bừa bộn không? Dạ em bừa bộn. Trời, không hỏi cô. Ôi chết rồi. Nói tóm lại chị thấy là chắc không cần phải hỏi Linh luôn á. Bị tự khai luôn hết rồi. Anh Linh là một người rất là ngăn nắp. Tại vì nhiều khi hỏi Linh ngại, Linh không nói. Trong cái đó cổ tự khai hết trơn trời rồi. Wow, hay quá. Không, em thật thà lắm mặt ạ. Bây giờ bà đã hỏi tôi, chị chắc chắn là Linh không bao giờ dám nói đâu. Không bao giờ dám nói. Không, nhiều khi. Nhưng mà chị đã biết hết rồi, tần số của vợ em chị biết hết rồi. Không, nhưng mà nhiều khi cũng đang chất chứa, cũng đang muốn nói. Thì bởi vậy bây giờ mới hỏi một câu tổng hợp là gì nè. Em có mong muốn vợ em thay đổi điều gì không? Không, tại vì là em lớn lên bên Hà Lan. Bên nước ngoài là ví dụ mình hẹn 2 giờ, 2 giờ là 2 giờ. Thậm chí là hẹn 2 giờ là mình phải có mặt 2 giờ kém 10. Phải đúng giờ. Vẫn đến bây giờ em rất là khó chịu khi mà đến trễ. Như vậy có nghĩa là em muốn cổ thay đổi cái đó đó đúng không? Dạ, nhưng mà nó rất là khó. Tại vì là ví dụ nếu mà mình đến sớm quá, cái xong là bắt xa ra phải ngồi đợi. Thấy chưa? Ai biểu đến sớm gì đúng không Linh? Tự nhiên cái mình làm người đúng giờ, mình là người đến sớm mà bị đổ thừa nữa. Rồi còn gì nữa không? Có hay quên không? Quên là số 1 luôn. Quên là số 1 luôn. Thí dụ đi Linh, có câu thôi chuyện mà cái đó người ta sanh đôi mà. Không, trước khi sinh nở là em đã thấy là cũng đã quên rồi á hả? Nhưng mà có bao giờ mà quên một cái điều gì nó quan trọng không Linh? Dạ, điện thoại, túi, mọi thứ. Cái gì mà không dính vào người là quên. Là quên. Nói chung là về công việc rồi lịch trình rồi đồ đạc mang theo người thôi ạ, chứ còn em cứ nói đi bao nhiêu điện thoại rồi. Từ hồi trước khi quen anh Linh thì trung bình khoảng một tháng em mất một cái điện thoại. Ôi giời. Dạ. Sao em cái gì vậy? Trời, phải biết tôi đi theo nó. Tôi đi theo nó, tôi lụm không là giờ tôi ngon rồi. Không, bây giờ hỏi Khắc Linh nè, Khắc Linh có đi theo lụm được điện thoại của em có lụm được cái điện thoại em nào của cô chưa? Luôn người mà phải nhìn lại. Có nghĩa khi mà đứng lên rồi là em nhìn lại coi chỉ có quên vậy mà rất là nhiều lần em phải lấy cái điện thoại hoặc là cái túi. Vậy thì là chỉ có hai điều mà Linh mong muốn như Sarah thay đổi đúng không? Là để cố gắng khắc phục cái việc mà coi như não cá vàng. Vậy có nghĩa là nữa, như vậy, nghĩa là trong gia đình á, cái vai trò của em hơi bị nặng đó đúng không? Vừa làm chồng nè, vừa làm bạn nè, vừa làm cha nè, vừa làm quản lý nè, giữ tiền, giữ bạc, giữ của cho bà. Chứ bây giờ cái kiểu này chắc tiền chắc cũng rơi rớt à, chứ không phải là điện thoại không. Tiền thì giữ kỹ. Tiền thì đừng có để cho em giữ. Cái trong bóp em... xong rồi rớt cái bóp nữa rồi cũng vậy. Không, tiền trong bóp thôi, nhưng mà nếu mà nói về giữ tiền nói chung á, là xa là giữ tiền tốt hơn. Vậy tại đó vì em không có hay mua linh tinh, mua này mua kia. Tức là
kinh tế trong gia đình là tiền ai người ấy giữ. Nên là cái số tiền mà em giữ của em ấy thì ít khi mà bị mất tiêu hao đó. Dạ, tiêu hao. Em lâu lâu em mới gọi là tiêu cho cá nhân. Là mình. Dạo này em đang mê mấy con búp bê nên là em cũng tiêu hơi nhiều. Chứ bình thường là em sẽ không có hay mua giày dép, túi sách, mua toàn những thứ bình thường thôi. Là em đam mê là búp bê. Là bu bu á mấy cái con. Ôi sao mỗi đứa nó có một cái mê lạ đó. Con bé Candy cũng nhà mình cũng đang khoái con bé. Con búp bê là bu đó. Trời, hai vợ chồng này đẹp đôi quá. Quá đẹp đôi luôn. Câu chuyện cũng hay nữa. Thôi thì chỉ chúc cho hai vợ chồng sẽ có nhiều sản phẩm hay hơn và đặc biệt là sẽ yêu nhau nhiều hơn á. Ê, nhưng mà không, nhưng mà với riêng cặp này á, chị lại rất muốn là hai bạn có một cái gì đó tặng cho chương trình, tặng cho khán giả cũng như là tặng cho nhau. Anh cũng rất là muốn nghe Sarah hát một ca khúc, một ca khúc mới. Nhưng mà trước khi Sarah hát thì Quốc Thuận rất là muốn Dương Khắc Linh có một điều gì đó nói với Sarah hay không. Mặc dù anh là bạn yêu của em nhưng mà cảm ơn em đã cưới anh và đã làm cho anh hạnh phúc như ngày hôm nay. Dương Khắc Linh có mong muốn vợ cái gì không? Mong muốn vợ điều gì không em? Anh luôn luôn hy vọng là anh làm cho em hạnh phúc và em không có hối hận về cái quyết định của em. Thôi, mình nói mong muốn của mình đi. Còn chị mong muốn em thể hiện một ca khúc nào đó để cho chị sẽ enjoy theo cái cảm xúc của Linh khi mà nghe em hát. Thời gian vừa rồi em mới ra một bài hát tự em sáng tác với lại có sự hỗ trợ của anh Linh về phần hòa âm và cũng chỉ dẫn cho em về giai điệu. Và sau khi gặp một người nhạc sĩ 6 năm thì em mới bắt đầu ok, em sẽ sáng tác thử một bài. Mà trước đấy anh Linh rất là nhiều lần nói là em thử đi. Nhưng em kiểu siêu lười, em siêu làm biếng. Và bây giờ thì em cũng mới ra một bài hát tên là Ai Là Người Cuối Cùng. Thôi giá hát bài đó đi, hát bài em tự sáng tác đi. Ai Là Người Cuối Cùng. Làm sao em quên được anh, giọt nước mắt rơi vì anh. Ai là người cuối cùng, nắm tay anh để cùng bước đi. Làm sao em có thể xóa những phút giây mình trao nhau những hồi ức quá ngất ngây. Ai là người cuối cùng nếu không phải là em. Trời ơi, cái giọng em nó ngọt, dễ sợ ngọt luôn á. Ngọt liếm luôn. Thay mặt chương trình là cảm ơn hai vợ chồng em rất là. Xin mời em giới thiệu cho mình. Em là Nguyễn Trọng Dương. Bây giờ là 29 tuổi và hiện đang làm kỹ sư điện tử. Em là Thanh Hiền, 27 tuổi. Em đang là chuyên viên tư vấn dinh dưỡng. Rồi, giờ hai em thì quen nhau trong trường hợp, trong một cái tình cờ nào? Thì lúc đó là em đang là năm 3, còn vợ em là năm 2. Thì trong một dịp hai trường giao lưu với nhau thì em thấy một cô bé chạy giữa sân trường á, mà em không thấy mặt luôn. Chỉ là thấy đằng sau lưng thôi. Mà mình có cảm giác rất là quen rồi. Thế lúc đó thì bạo dạng luôn, chạy tới làm quen luôn. Nhưng mà phải có cái gì ấn tượng không? Thế giờ em hỏi là tại sao tự nhiên lúc đó liều lĩnh đi ra sân số điện thoại và anh cũng vẫn nói là anh không biết tại sao nhìn cái lưng thôi mà vậy. Em mới nói là có khi nào giống trong mấy cái đoạn clip hài á, nhìn sau lưng thì tuyệt vời lắm, quay lại hết hồn không? Anh kêu là cũng may là hôn nên em mới xin số điện thoại. Cái ngày thứ ba thứ tư là em nhắn tin em tỏ tình luôn rồi. Giống như là mình bị sách đắng luôn rồi anh. Dạ. Nhắn tin sao kể cho nghe. Nói chung là làm bạn gái của Dương nha vậy thôi. Rồi bên kia trả lời sao? Em nói là em có bạn trai rồi nên là không quen được. Lúc đó thì hắn ghê lắm, hắn mới lừa em, hắn nói vậy thôi cho Dương làm bạn, thôi không quen yêu thương nữa. Thì em cũng tin tưởng thật là coi như mình làm bạn đi. Đến khi nào thì em và bạn trai của em á là đổ vỡ và em mới cho anh này? Sau đó vài tháng. Mừng không em? Dạ mừng với anh. Mừng. Dạ mừng thôi, được thả câu đúng không? Dạ không, đó cũng thật sự là em giữ lời hứa của em là chỉ là làm bạn thôi. Tầm khoảng 6 đến 7 tháng sau thì dính. Bao lâu thì cưới em? Từ lúc quen tới cưới là 5 năm á chị. Bây giờ các em bé? Dạ chưa lâu ạ. Lấy nhau là 2 năm. Lấy nhau được 2 năm, quen nhau 5 năm. Là 7 năm. 7 năm rồi mà giờ chưa có em bé. Dạ. Từ đó đang có kế hoạch đúng không? Dạ, thật ra thì tụi em cũng đang mong có. Đến với chương trình Vợ Chồng Son, sau đó về sẽ có em bé. Yeah. Thì đã tính nói chuyện về luôn. Y chang em luôn á. Anh Thuận thay mặt cho chương trình cũng như là cá nhân anh xin chúc cho cặp vợ chồng của em ngay sau chương trình này khi về nhà sẽ có một tin vui. Mà hả, trời ơi, chị nói nghiêm túc luôn nè, vừa rồi có một cái cặp mà cô giáo hơn bạn đó 8 tuổi lần đó nha. Đến đây lúc đó cũng chưa có em bé nha, cô giáo cũng mong ghê gớm lắm, giờ có tin vui đó. Mới báo với chương trình luôn. Nói chung bây giờ chúc mừng đi, chúc mừng đi. Nhớ báo nha, có tin vui là báo liền nha. Báo liền nha, tại vì anh còn ngồi ở đây nữa.
là do cái lời chúc anh nó linh đó. Rồi tụi em đã định là có con vào năm thứ mấy sau khi cưới? Dạ tụi em tính là cưới để có con luôn. Đã có con liền mà tới giờ này là chưa có. Dạ. Vậy chắc chắn là trong cái quá trình mà mình ở với nhau là nó sẽ có những cái lúc mà mình cảm thấy buồn đúng không? Dạ. Thậm chí là có những lúc mà em cảm giác em bị stress nữa. Em mới đợi nghĩ là tại mình, là do công việc nó stress thật. Nhưng mà cái mối quan hệ của em với gia đình chồng tốt không? Ban đầu thì không tốt lắm. Bây giờ thì may mắn lắm, nó cũng vừa mới tốt gần đây. Tại sao lại không tốt? Em nghĩ là do tính cách của em chưa hợp lắm với lại gia đình của bên nhà chồng em. Rồi thiệt tình là em không có khéo trong cái vấn đề bếp núc rồi nội trợ, em không có khéo. Thì cũng không có biết phải làm sao hết. Thì em mới nghĩ trong lòng là mình cứ về mình có làm sao mình sống như vậy. Thì bố mẹ thấy thì có thể uốn nắn từ từ. Rồi hai bên cùng cố gắng hòa hợp. Không có ngờ là khó quá. Tại vì bố mẹ thì ngại nói với con dâu, ngại nên cũng không nói, em cũng không nói. Hai bên cứ không nói, dần dần cái không nói luôn. Thì nó... Tính bố mẹ em thì sống nội tâm nhiều hơn, ít nói chuyện ra ngoài lắm. Thì mà vợ em thì hay có gì nói đó. Nhưng khác biệt là cái hệ tư tưởng đó chị. Thì cũng dần dần nảy sinh mâu thuẫn từ đó. Rồi có những lúc nào mà gần như hai bạn muốn đổ vỡ vì cái vấn đề mà hiểu lầm đó không? Dạ có. Rồi vì sao mà các bạn vẫn còn có thể ở bên nhau tới bây giờ? Cũng may mắn lắm mà nhờ tham gia chương trình của mình đó chị. Em nhớ có một lần bố mẹ chồng á cũng gọi hai đứa ra nói chuyện riêng. Em thấy em có dịp mà mình phải giải tỏa liền, mình nói liền cái quan niệm của mình rồi cái cách mà mình đang suy nghĩ. Nhưng mà không ngờ thì bố chồng em quyết luôn là nếp của gia đình là như vậy. Nên là em cảm thấy bị sốc á. Cộng thêm anh á thì ban đầu là cũng chịu khó tâm sự với em, nhưng mà càng về sau anh càng im lặng, anh không có nói được cho em biết là giờ anh đang muốn như thế nào. Em cảm thấy mọi thứ nó cô lập á, buồn lắm. Thì hôm đó hai đứa cũng có một cái sự cố nhỏ nhỏ, mâu thuẫn nhỏ thôi, cái cãi nhau mà cãi mà từ lúc mà trước khi đó đến giờ anh chưa giờ nói câu là im đi. Mà bữa đó anh hét là im đi, cái không muốn tiếp tục nữa. Em nói là nếu như mà không thể nữa thì thôi mình dừng đi. Luôn cái em kêu vậy giờ xuống nói chuyện với mẹ đi. Ai ngờ đùng đi xuống luôn. Thì mẹ chồng em khóc rất là nhiều. Bản thân em thì em cũng thấy đau đớn nữa, mà cũng thấy có lỗi với bố mẹ nữa. Lúc đó em mới thấy là bố mẹ chồng tính ra thương mình lắm. Tại mình không hiểu thôi, rồi không biết cách nào để nói chuyện lại hết. Để cái lúc mà tham gia chương trình của mình á thì em có làm cái bảng câu hỏi trả lời á, lúc đó mới suy nghĩ rất là mong muốn là mình có thể quay trở lại từ cái hồi mà mình mới về gặp bố mẹ chồng để có thể nói chuyện được với nhau, rồi thương yêu nhau, và hy vọng là bố mẹ có thể hiểu em được là tính em nó chỉ như thế thôi, nhưng mà đang rất là muốn được làm con trong nhà. Thay vì nãy giờ em đang ngồi nói là em muốn quay lại từ đầu để mà mới bước vào nhà để mà nói chuyện với bố mẹ chồng em, thì bây giờ em có muốn thông qua chương trình này em gửi một lời nói trực tiếp về bố mẹ chồng của em hiểu không? Dạ có. Bố mẹ có biết là tụi em tham gia chương trình này không? Dạ không, em giữ bí mật. Đây em hãy nhìn vào màn hình này. Dạ bố với mẹ con không biết nói làm sao hết, nhưng mà con hiểu được là bố mẹ rất là thương con. Thật sự làm con một người dâu được chiều chuộng rất là nhiều. Con đi kể chuyện với bạn bè thì đều nói là mẹ chồng là number one rồi, nhưng mà tính con hơi ương bướng nên là phải lại ngại nói và tình cảm lắm. Nên là hôm nay nhân dịp là ở trên chương trình nhưng mà trên tivi như vậy thì con muốn nói là mẹ con rất là thương mẹ, với lại con nghe anh Dương kể rất là nhiều chuyện của mẹ và cái sự khó khăn của mẹ, con thấy nó là tấm gương để mình có thể cố gắng ở trong cái cuộc sống gia đình. Và hy vọng là sau chương trình này về mẹ với con có thể nói chuyện được nhiều hơn, chia sẻ được nhiều hơn, hy vọng là sẽ tốt hơn nữa. Con rất là muốn cho mẹ bé cháu rồi. Dương nói cái gì với bố mẹ đi. Bố mẹ ơi, xin bố mẹ hiểu cho cái tình cảm của vợ chồng con trong cuộc sống hàng ngày. Những cái công việc mà tụi con làm chung với nhau đều là xuất phát từ sự yêu thương của tụi con. Thật sự là cũng mong bố mẹ hiểu và thương vợ con nhiều hơn. Anh nói đi tôi. Dạ anh nói. Có một cái muốn nói là hôm lúc mà em trai chồng là Lon có mở cái quán nướng, thì hôm mà dọn dẹp xong mà 12 giờ đêm, chỉ có gia đình mình dọn thôi, rất là mệt, rất là đuối, rồi ai cũng bơ phờ hết. Nhưng mà con thấy bố cười rất là hạnh phúc, sảng khoái và la to lên là ha 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 quán ăn gia đình như vậy. Thì con cảm thấy là lúc đó là cái lúc mà bố với mẹ vui nhất. Nên con rất là muốn là gia đình mình sẽ có nhiều hơn những cái khoảnh khắc như vậy. Bây giờ chị muốn hỏi là em có cái mong muốn gì về sự thay đổi của Dương trong cuộc sống gia đình không? Dạ ngay giờ phút này á, tụi em có thể trao đổi một cách rất là thành thật với nhau đó. Tại vì chị nghĩ cái chiều hướng nó đang quá tốt đẹp, thì hai vợ chồng á tâm sự với nhau đi. Em chỉ hy vọng là được hiểu nhiều hơn và anh bớt vô tâm đi. Những cái lúc mà em nóng giận lên á, thật ra chỉ vì là em cảm thấy mình bị lơ đi, bị bơ đi và không có mình cái cảm chỗ thấy bị nào. Cô đơn quá. Dạ. Đúng không? Cảm giác rất là cô đơn luôn.
Thì em chỉ hy vọng là anh có thể dịu dàng lại một chút và bỏ bớt những cái thú vui nhẹ nhỏ của anh, ví dụ như là về bỏ bớt điện thoại qua một bên, lắng nghe và lắng nghe thật sự. Em chỉ hy vọng được như vậy thôi. Còn Dư cũng mong vợ sẽ bớt nóng tính. Cái cơn nóng của em á, nó cỡ nào á, em tâm sự thật cho chị biết đi. Cơn của em nó khủng khiếp lắm, bản thân em cũng không muốn nhớ những khoảnh khắc đó luôn. Cái thời điểm đó nó là cách đây bao lâu? Chưa được năm. Tức là cái chuyện xảy ra cách đây là khoảng một năm đúng không? Dạ. Chị thấy như vậy nè, Dương, cái trường hợp của vợ em á, thì á, cái yếu tố tâm lý rất là cần thiết. Đó thì em gọi là em chủ động em giúp đỡ vợ em. Có nghĩa là em cảm nhận được vợ em sắp sửa có những hiện tượng như vậy, hoặc là có những cái việc xảy ra để cô ấy sẽ bị như vậy thì mình né bớt. Và cái điều mà làm cho vợ em bớt đi những cái việc đó là sao? Là em đừng bao giờ để vợ em cô đơn trong cái ngôi nhà mà cô ấy đang ở. Thì tụi em tin chị đi. Lúc đó em có em bé, lúc nào em không biết luôn. Tại vì sao? Cái nam tính trong em nó bớt đi, em nữ tính. Cái sự cân bằng ấy là lúc đó nó mới có thể có con được. Ở đây nó hoàn toàn chưa có được là do yếu tố tinh thần, yếu tố tâm lý. Vì anh này bây giờ anh đang khép lại rồi. Em hiểu không? Và bản thân em cũng vậy. Em không đủ cái thoải mái để em tiếp nhận một cái gì để nó tạo thành một cái đơm hoa kết trái được. Chị Vân nói đúng á. Dạ gần đây em cũng cảm nhận giống như vậy. Bây giờ tụi em chỉ cần một việc thôi, là khi tụi em có một đứa con là tất cả mọi cái nó xóa đi hết. Tại vì thực ra cái cội nguồn ở đây là tụi em chưa có một cái điểm chung. Cái điểm chung đó là cái đứa nhỏ thôi. Em cố gắng em hạ cái cơn của em xuống. Thì bây giờ em tiếp lửa cho vợ em bằng cách đừng bao giờ để cô ấy bị cô đơn nữa. Rồi bên này thì khép lại chút xíu, mà bên này bung ra chút xíu. Thấy không? Rồi, cảm ơn. Đầu tiên thì cho con xin phép chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Hai cô chú MC rất là dễ thương. Cảm ơn con. Dạ, con xin tự giới thiệu, con là Lê Minh Thuận. Hiện đang làm giáo viên tin học trung học cơ sở. Dạ. Con nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay con vừa tròn 30 tuổi. 30 tuổi? Dạ. Rồi còn con. Cô gái mỏng manh, mỏng hơn bé hồi nãy luôn á. Cô dâu này mỏng hơn bé hồi nãy luôn. Sao làm Yến á. Người giống như là con Yến vậy đó. Đó. Dạ. Mời con. Dạ chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Con xin tự giới thiệu, con tên là Phạm Thị Minh Trâm. Năm nay con 28 tuổi. Con cũng là giáo viên tin học. À vậy hả? Dạ. Hai chồng chung trường hả? Dạ không. Dạ, dạ khác trường. Khác trường. Mà sao? Chung nghề. Dạ, dạ chung môn. Chung dạ, môn mà chung khác môn. Trường. Dạ. Rồi làm sao mà gặp được nhau hay vậy? Dạ, dạ chắc liên quan tới Yến. Làm nhà Yến sao quen. Sao con gặp vợ con cách nào? Dạ con gặp vợ con hồi từ khi học cấp 3. Thanh Mai Trúc Mã. Dạ đúng rồi. Dạ. Hai đứa là cấp 3 là chung trường. Dạ không, khác trường luôn. Khác trường luôn mà nó gặp được nhau hay quá. Dạ. Ừ. Nó theo ngạch chứ nó khác, nó tỉa vậy đó. Ủa nhưng mà khác trường mà có xa không? Dạ cũng xa, khoảng 20 cây á. 20 cây mà sao quen? Gặp nhau. Dạ. Ủa mà sao gặp nhau? Thì giờ mới hỏi nè. Đấy, gặp nhau chắc là gia đình hai bên là quen nhau đúng không? Dạ không. Thôi để nó kể đi, đừng có đoán nữa. Không đoán nữa, đang có cái bằng rồi, ngon lành giữ lại đi xài đi. Dạ. Rồi con kể. Ủa, tiếp đi quen? Con. Dạ thì con với vợ con gặp nhau thì cũng tình cờ thôi. Là gần nhà của con á là chơi thân với một bạn. Thì cái bạn đó lại học chung lớp với vợ con. Thì trong một cái dịp Tết năm 2012 á, thì vợ con đi về nhà anh bạn nó chơi. Rồi sau anh bạn nó cũng rủ con đi luôn. 2011 là tụi con mấy tuổi? Dạ lúc đó đang học lớp 11, học cấp 3. Dạ. Rồi con nghĩ là bé này đến nhà của bạn của con. Dạ, bạn của chơi. Tức là bạn bè thôi đúng không? Chứ không yêu đương gì đâu đúng không? Đó. Rồi gặp nè. Rủ con đi. Ủa mắc gì nó phải rủ con đi ta? Nó điên mình với bé này, nó sợ hay gì phải rủ con? Tết con ít có đi đâu chơi lắm. Với lại các bạn đó cũng là bạn thân á. Cho nên là mới gặp nhau. Dạ đúng rồi. Rồi sao? Lần đầu tiên thấy cô bé này sao? Dạ đâu có biết, đâu có nhớ đâu. Dạ không nhớ luôn. Không. Đi chung với một nhóm bạn đó là vậy, là con giống như đi chơi bình thường vậy. Không có nhớ gì hết. Dạ con có nhớ không? Một nhóm bạn chứ không phải là một mình con. Nhưng mà con có nhớ không? Dạ con là cái người đầu tiên, đầu tiên chủ động nhắn tin, xin số điện thoại nhắn tin cho anh này. Tức là con ấn tượng về anh này trước đúng không? Dạ. Là lớp 11. Dạ đúng rồi. Thực ra là lúc đó là anh này là con thấy rất là xấu. Nhưng mà bạn con quảng cáo là anh này giỏi tiếng Anh và giỏi đá bóng. Thì con lại thích hai bộ môn đó. Cho nên là con chủ động xin số điện thoại bạn con để nhắn tin cho anh này. Và anh có trả lời liền không? Dạ anh đang rảnh. Anh nói lúc đó là đang rảnh. Cho nên là anh trả lời liền. Có nhớ là nhắn ảnh gì không? Dạ thì con cũng nhắn nói chuyện bình thường thôi, nhưng mà ảnh không nhớ con, ảnh nói là không biết đứa nào hết. Tại vì lúc đó đi đông. Trả lời lại một câu không biết đứa nào hết. Dạ. Rồi khi con đọc được cái tin nhắn rồi sao? Dạ con thấy cũng bình thường. Dạ. Rồi con cũng giải thích là con bé mà
ốm nhất trong cái đám bạn đó. Trời, con ốm triền miên từ hồi lúc lớp 11 tới bây giờ con vẫn ốm hả con? Dạ, con ốm từ nhỏ nhưng mà con rất là khỏe, con không có bị bệnh lặng vặt. Dạ chắc nhờ uống yến đó chú Quốc. Trời, hay quá, hay quá. Con uống yến từ năm con lớp 11 luôn á hả? Phải không? Dạ, nói chung là tại nhà làm yến từ hồi đó giờ phải không? Dạ không, con mới làm đây thôi nhưng mà hồi nhỏ thì mẹ con vẫn mua yến hũ cho con. Rồi nó nghe là rồi không nhớ rồi sao hai đứa quen nhau. Rồi xong rồi vợ con là làm anh em kết nghĩa. Rồi nhắn trao tin đổi, một nhắn hồi tin trời. Ai đề nghị làm anh em kết nghĩa? Anh dạ, con không nhớ chính xác này mà hình như là con đó. Tức là con muốn giới hạn hả? Con muốn giới hạn cái tình cảm này đúng không? Mà lúc đó cũng đi học và tuổi đi học thì con đâu có nghĩ ngợi gì. Có nghĩa là con rất là tinh khôi, con rất là tinh khiết. Dạ đúng rồi. Con không nghĩ gì hết. Dạ. Nhưng mà cô này có nghĩ. Con nghĩ không? Dạ không luôn chú. Nhưng mà con thích, con có thích. Dạ cũng không luôn. Thích là tại vì á là ông lại biết tiếng Anh với lại biết thích chơi bóng đá. Nghĩa là giống như con muốn có thêm một cái người bạn giỏi về cái lĩnh vực đó. Nghĩa là một tình bạn trong sáng. Đối với con là sẽ học xong hết cấp 3 thì mới có người yêu. Cho nên lúc đó là anh này đề nghị là mình làm anh em. Tại vì anh này hơn con 1 tuổi, 2 tuổi luôn. Làm anh em. Thì trong lúc đó là hai đứa đều rảnh, nghĩa là không có người yêu. Thì rất là hay nhắn tin. Một ngày là nhắn hơn 200 tin. Trời, ai nhắn, ai chủ động. Dạ, không có anh em nào một ngày nhắn nhau 200 tin hết trơn hết rồi. Không có được, anh em ruột không có nhắn gì luôn á chị. Em nói cho biết luôn. Càng không nhắn luôn á chị. Tình mà nói á. Cái này là anh trai mưa, em gái mưa gì đó. Nghĩ sao mà nhắn 200 tin ngày. Cái thời mà còn SMS á, của Hồng Vân là đăng ký tin nhắn. Đúng rồi, đăng ký. Dạ, là mình đăng ký mấy nghìn là mấy trăm tin nhắn đó con. Mà nhắn là hết tin nhắn luôn. Rồi bộ không ăn cơm, không học hành nên sao mà lại nhắn tin ngày 200 tin vậy? Dạ ăn cơm là cũng nhắn là em ăn cơm chưa? Thì ăn cơm rồi. Em ăn cơm đây, em ăn cơm rồi. Dạ cũng được mấy tin. Tức là không cần FaceTime mà tụi nó biết hết cái công việc của nhau luôn. Đúng rồi. Hay quá chị. Đó. Thính ra hồi xưa yêu nhau vĩ đại hơn vợ. Vĩ đại á. Rồi sao? Rồi sao nữa nè? Nhắn một thời gian như vậy bao lâu thì bắt đầu mới thích nhau rồi mới là không còn là anh em nữa, phá banh cái rào anh em ra. Dạ thì chắc nhắn hôm đó là Tết thì khoảng một năm sau á. Thì con thấy vợ con là giống như là tri kỷ vậy đó, ý là người bạn thân là mình có thể tâm sự hết tất cả mọi thứ để giống như có thêm một cái chỗ để cho mình chia sẻ bớt những cái nỗi buồn hay là niềm vui vậy đó. Xong rồi thì con cảm thấy là giống như là rất là khó để có thể mà xa bạn đó được. Xa bạn đó được. Dạ. Cho nên là phải lớn lên xíu nữa. Dạ đúng rồi. Cô ấy đã là tri kỷ trong trái tim, trong khối óc của tôi rồi. Anh nhưng mà cái bữa đó là mới có 30 tháng 4 thôi, là chỉ có 4 tháng thôi. Là có 4 tháng thôi. Dạ. Rồi. 4 tháng. Ok kể lại nha. Dạ 4 tháng. Ủa sao anh không nghe cái micro chứ vậy? Alo alo coi. Alo alo. Rồi ok. Rồi. Đâu kể coi. Làm Tết á là hai tụi con gặp nhau. Thì vào ngày 30 tháng 4 á là anh này là chính thức tỏ tình với con. Dạ. À, lúc đó là con lớp 12. Dạ con 11 còn anh 12. 12. Thì con không có nhận lời. Ông tỏ tình sao đâu mà con không nhận anh lời. Anh này tỏ tình là không có tốn tiền của Hồng Vân. Anh tỏ tình anh nhắn cho con đúng một tin nhắn. Sao? Lúc đó là khuya ngày 30 tháng 4. Anh nhắn cho con đúng một tin nhắn là mình yêu nhau nha em, mà con đâu có yêu ảnh đâu. Rồi con trả lời sao? Thì con cũng lúc nào con cũng nói ảnh là con là phải học xong 12 thì con mới có người yêu. Tại vì con rất là sợ cái việc yêu đương ảnh hưởng tới việc học. Lúc nào con cũng phải là học cho xong cái đã. Thì con không có nhận lời. Rồi khi mà nhận được cái lời từ chối đó con có tổn thương không? Có buồn không? Dạ buồn chứ. Buồn. Dạ. Nói chung là buồn sợ bạn đó có người yêu mất thì mình không biết phải làm sao. Dạ. Rồi có nhắn tin bớt lại. Con có nói là nếu như con bình thường như trước kia. Con hẹn ảnh con nói là nếu như mà anh chờ được tới hết lớp 12 rồi á thì lúc đó là em sẽ nhận lời. Chứ không phải là con từ chối hẳn. Nhưng mà con lên lớp 12 là ảnh đã phải vô đại học rồi. Dạ đúng rồi. Và vô đại học thì chắc chắn là sẽ có thể là sẽ lên thành phố Hồ Chí Minh học. Dạ. Đúng không? Dạ. Thì rồi nếu sao? Như là mình vượt qua được những cái thử thách đó thì mình sẽ chính thức đến. Rồi sao? Đến khi ảnh lên đại học. Lúc con lên, con có lên Sài Gòn học không? Thành phố Hồ Chí Minh học không? Dạ có, lúc lúc mà con thi 12 xong thì con cũng thi đại học ở Sài Gòn. Nhưng mà không có đậu vô được cái trường con muốn. Thì lúc đó lại con cũng không có muốn đi xa. Tại vì người yêu của mình đang ở dưới kia, bây giờ mình đi xa quá thì cũng cũng sợ mất đó. Người mình yêu. Dạ. Thì con cũng có xin đi học ở ngoài Phan Thiết một nửa năm. Tức là có vì cổ đúng không? Cũng có một phần. Dạ. Tại vì lúc đó giống như là
Dạ coi như là chỗ dựa tinh thần vậy đó. Mình đi vô đây thì không có quen biết ai đâu, bạn bè cũng mới á. Mà lúc nào mình cũng không có an tâm á. Xong rồi lại chọn là học ở Phan Thiết nửa học kỳ. Xong rồi con học xong là con cảm thấy năng lực của con so với ở dưới đó học thì nó hơi phí. Nên xong rồi ăn Tết xong rồi con lại lên đây con ôn thi lại một lần nữa. Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. À là con học ở trường nào? Dạ con học đại học Sài Gòn. Đại học Sài Gòn. Dạ. Rồi lúc đó con thì sao? Qua năm lớp 12. Dạ con nói rảnh như vậy nhưng mà tới ngày 30 tháng 4 là anh tỏ tình với con. Tới ngày 30 tháng 12 là con nhận lời ảnh mặc dù con chưa học xong 12. Đó, chịu không nổi chị. Thì đó. Dạ. Cái nguyên nhân là lúc đó là ảnh á chưa có thi đại học. Con sợ là ảnh hưởng tới cái việc học của ảnh. Cho nên là con nghĩ thôi mình cứ nhận lời, tại vì hai đứa cũng ở rất là xa, không có gặp mặt. Mà không nhận lời hay nhận lời mình đều nhắn tin hết. Cho nên là con quyết định nhận lời ảnh để cho ảnh yên tâm mà học cho tốt. Như là có thêm động lực. Dạ, đúng, dạ. Đúng không? Mà cái tác động trực tiếp lúc đó là thằng bạn của con, là cái thằng mà bạn chung với hai đứa. Nó nhắn tin nó chửi con. Nó nói con là sao mày ác dữ vậy. Ông Thuận ổng tốt như vậy mà sao mà mày không quen. Mà mày hành ổng thế này hành ổng thế kia. Xong con ngồi con suy nghĩ một hồi thì con mới nhắn tin cho anh này. Mọi ngày con hay nhắn ảnh, con hỏi là nếu có một điều ước thì anh sẽ ước cái gì. Thì ảnh hay nói là anh ước là em làm người yêu của anh. Thì hôm đó ảnh không có tỏ tình nhưng mà con nhắn con hỏi lại, con hỏi là nếu có một điều ước anh ước cái gì, thì ảnh nói là anh muốn em là người yêu của anh. Thì con mới trả lời là vậy điều ước của anh hôm nay thành sự thật rồi đó. Trời ơi, cái quá. Chuyện tình nó hay quá. Em lấy vô cái bộ phim đang làm đi, Mối Tình Học Trò. Có hay không? Mối tình hay. Nhưng mà thực chất là trong bụng con có thương ảnh rồi đúng không? Dạ không, lúc đó con cũng chưa thương ảnh luôn. Sợ ảnh hưởng tới việc học của ảnh thôi. Lúc thì nghĩ đằng nào là cũng xa mà đâu có gần nhau đâu mà lo đúng không? Dạ, với lại là tụi con cũng rất là ít gặp cho nên không có một, con không có một cái ấn tượng gì. Rồi con xong lớp 12 rồi con có thi vô đại học để lên Sài Gòn học không? Dạ có. Con phải lên là vì ảnh không? Dạ không, con là cứ thẳng một đường con đi thôi. Là con đại học sư phạm hả? Dạ. Rồi cái ngày đầu tiên con lên Sài Gòn á, ngày đầu tiên con lên Thành phố Hồ Chí Minh á, thì là con có gặp ảnh liền không? Dạ ảnh có ra bến xe đón con không hay như thế nào? Có không? Dạ ảnh thì không có ra bến có bữa đó ảnh ra tàu. Ảnh ra tàu đón có con biết mà phải lên đi thôi tàu ảnh ra tàu đón con. Đi xe đi tàu đi máy bay gì cũng sẽ quá. Đón hết trơn trọi lãng mạn lắm nghe đến sân ga nghe rồi sao nào gặp nhau nhưng sao? Mà lúc đó con vẫn chưa có thích ảnh. Từ lúc nhận lời mà quen ảnh là con nhắn tin cho ảnh cũng một ngày mấy trăm tin. Nhưng mà một cái tin nó không bao giờ quá ba chữ. Lúc đó tự nhiên con cảm thấy bị gò bó. Con thấy giống như mình đang là học sinh bình thường tự nhiên mang tiếng có người yêu. Hồi đó sao con thấy cái có người yêu nó nghiêm trọng lắm. Nên là con lúc đó tự nhiên con thấy gò bó và con không thích nữa. Con nhắn để cho ảnh ghét con, ảnh bỏ luôn. Trời nhưng ơi. Mà cứ ba chữ nhưng mà ảnh cứ trả lời liên tục. Và một ngày vẫn mấy trăm tin. Thế nào cũng rồi, chưa, xong rồi, biết rồi. Nhắn tin cọc lóc vậy đó. Dạ, con nhắn vậy nhưng mà ảnh vẫn kiên trì nhắn hơn một năm. Như vậy là cứ ba chữ, tối đa là ba chữ. Ảnh thương con. Dạ, rồi đi vô đây học là ảnh đưa đón con. Từ Gò Vấp qua quận 5 mà ảnh đưa đón con từ năm ôn thi cho tới năm 3, lúc năm 4 con mới tự đi xe. Nhưng mà lúc đó là con đã thương ảnh rồi đúng không? Dạ, lúc con đi học sư phạm được một năm là lúc đó bắt đầu con thấy ảnh tốt với con quá. À, thương ảnh rồi đúng không? Nên là con mới bắt đầu có tình cảm với ảnh. Dạ. Rồi. Làm ảnh đưa đón con là ảnh nằm ngủ ngoài hành lang của trường đại học sư phạm luôn để chờ đón con về. Tại vì ủa rồi con không học hay gì con định hỏi cái gì vậy chứ có định hỏi bộ không mà học hành bỏ học bỏ hành hay sao đi ngủ lang. Dạ có chứ, thì nếu mà học chung giờ thì mình đi chung rồi xong rồi mình về. Còn nếu mà bữa nào con rảnh thì con ở lại con học bài luôn xong rồi con chờ con trở về luôn. Nó thương nó bảo tiện chứ nó đâu có bị ảnh hưởng gì đâu. Rồi đó, thì hai trường gần nhau mà. Rồi có khi nào mà chở đi chở về mà hết xăng không có tiền đổ xăng đâu? Dạ xe hư thì có. Thì nếu mà hết thì em còn tiền thì cho anh mượn. Mà lên đi học là chắc cũng phải khó khăn chứ đúng không? Dạ, đúng. Lên thành phố chính là đỏ tới mồm. Dạ. Hai đứa đâu có tiền bạc gì nhiều đúng không? Dạ. Có khi nào mà đói bụng mà trong túi không có tiền không cả đó. Hai đứa? Mới tình sinh viên mà. Hoặc là muốn đi chơi mà trong túi không nào có tiền hết trơn á rồi không biết đi chơi đâu. Không có tiền thì chưa có nhưng mà có ít thì có rồi. Nghĩa là hai đứa mà chỉ ăn một cái bánh xèo 15 ngàn thôi mà ăn hai rổ rau. Ăn hai rổ rồi. Trời ơi cái bà bán bánh xèo chắc ba rủa hai đứa con lắm. Trời ơi nó ăn có một bánh xèo 15 ngàn nó ăn hai rổ rau. Nói chung là cái thời sinh viên đi. Nhưng mà nó đẹp. Dạ. Nhưng mà có nhiều kỷ niệm là nó đẹp. Dạ. Có nhiều kỷ niệm. Nếu không có chương trình này thì chắc chắn các con sẽ không có cơ hội để kể lại. Dạ. Dạ. Tự hai đứa sao? Giờ hoài niệm nè, đó bây giờ hoài niệm thì cũng thấy hạnh phúc chứ bộ đúng không? Dạ.
Ừ, rồi xong sao nè. Sau đó thì là con học đến năm thứ tư. À, khi mà con tốt nghiệp xong đại học nè, rồi ảnh có tốt nghiệp luôn không? Hai đứa. Dạ. Có đứa nào bỏ ngang không? Trước. Dạ không. Dạ anh tốt nghiệp trước con. Ừ. Tốt nghiệp trước rồi tới dạ. Con rồi xong hai đứa là về lại quê. Dạ. Thầy anh tốt nghiệp trước nhưng mà dạ, anh chưa về á con. Ở lại lợi con đúng không? Anh ở lại. Thì chắc chắn chắc rồi, con không cần hỏi luôn. Con không cần hỏi. Ở trong một năm mà con ở lại rồi con có đi làm không? Là đi nhông nhông dạ, như lắm thôi. Con học xong á là 2015. Ừ. Thì con có gửi cái bạn đó về quê để xin việc ở quê. Ừ. Thì gửi về quê thì xin thì cái bằng đại học cao đẳng của con đó thì ở dưới quê hiện tại không có thiếu giáo viên của cái môn đó. Ừ. Thì con nghĩ bây giờ mà đi về nhà cũng thất nghiệp, không có gì làm cũng chán lắm, ba mẹ sẽ buồn. Thì bây giờ mình phải kiếm một cái gì đó mình làm, mình học thêm. Ừ. Để mình có cái nghề mình làm trước. Ừ. Thì đó là cũng mà mình tốt cho bản thân mình và ba mẹ cũng sẽ không có bị thất vọng. Ừ. Tại vì ở dưới quê con ấy, nhiều người học đại học xong rồi đi về đi làm vớ vẩn rồi đi làm nông cất bằng. Ừ. Nên không có muốn mình phải như vậy. Ừ. Xong rồi con lại đi học thêm cái trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Sài Gòn. Ừ. Và cái môn con chọn là cái môn tin học. Ừ. Tại vì nhưng mà con đã có bằng cao đẳng rồi mà. Con bằng cao đẳng sư phạm kỹ thuật nông nghiệp. Là cái môn dạy môn công nghệ lớp 7 đó. Ừ. Thì con lại đi học môn tin. Ngày xưa khi con học cấp 3 thì con rất là thích học môn tin học với lại môn tiếng Anh. Ừ. Và con chọn cái trường đó là trường đại học sư phạm thì nó cao quá con không có đậu được. Ừ. Nên con mới sát xuống đại học Sài Gòn, cái môn đó nó vừa đủ điểm. Ừ. Để cho mình đậu với. Ừ. Lại nó cũng là sư phạm luôn rồi cái bằng đó sợ về quê không. Dạ. Có việc nên con học tiếp cái ngành trung cấp. Dạ. Máy tính. Dạ. Đó là đúng không? Trung học trung cấp máy tính thì trong quá trình học á thì con cũng đi học thêm sửa chữa ở bên ngoài. Ừ. Sửa điện thoại. Ừ. Sửa máy tính. Ừ. Rồi lại có cơ hội đợi dạ, đợi bạn gái mình. Nó cũng cả hai. Bây giờ nếu mà mình đợi mà mình thất nghiệp về chỉ vợ con ra trường đi làm thôi, thế nào vợ con cũng bỏ thôi. Ừ. Hoặc là mình về mình không có việc rồi vợ mình đi làm rồi mình đâu có mình con trai mà mình chẳng lẽ mình ở bị lép vế nhà. Ừ. Mình ở nhà đúng mình chờ vợ và nuôi sau sĩ diện được chứ. Dạ đúng rồi. Ừ. Nên con phải quyết tâm con phải có một cái nghề gì đó. Thì con đi học trung cấp xong rồi con học nghề thêm thì lúc đó con có thể tự sửa chữa máy móc lặt vặt. Ừ. Ừ. Hay quá. Xong rồi có cái bằng đó. Ừ. Thì chớ treo cái là con học 2 năm nữa thì con mới về. Ba này học ba này ba về trước. Ba học năm xong. Ừ, ba hồi sau về trước. Ba về trước mất. Mình ở đây mình sợ chứ. Cũng không sợ. Ở đây mình vẫn đi làm thì nói chung là lúc đó quen lâu quá rồi. Ừ. Nói chung là cũng tin tưởng nhau hơn. Ừ. Là lúc đầu mới vô. Chứ không có sợ đúng không? Dạ. Rồi con về con có việc liền không? Dạ có, con tốt nghiệp là tháng 7 thì tháng 8 là con đã đi dạy ở Bình Thuận. À rồi. Dạ. Đó rồi xong rồi một con xong rồi là con đi về. Được, con xong rồi con cũng đi về con làm với Bình Thuận. Rồi lúc đó là con cũng về là con cũng có việc liền luôn. Tại vì cái việc con làm là trám vào cái vị trí của vợ con làm đó. Vợ con đầu tiên là làm ở bệnh viện huyện. À. Nhưng mà sau đó thì không có đúng với sở trường của vợ. Tại vì vợ lại làm giáo viên tin nhưng mà xin vô bệnh viện làm kỹ thuật viên tin học giống như kiểu chữa cháy vậy đó. Tại vì tháng 7 xong mà tới tháng 8, tháng 9 thì mới biết hồ sơ nộp vô giáo viên đậu hay không á. Thì bây giờ mình có việc thì mình cứ làm trước. Xong vợ làm xong một tháng là anh ơi em không hợp, em là không nổi. Rồi cái là bung đi qua làm giáo viên. Thì thành ra ngay cái vị trí đó lại thiếu. Đang khuyết thì con về để chấm vô. Thì nói là vợ, người yêu của em đang làm cái nghề đó là về vô luôn. Con có thấy một sự sắp xếp không? Đúng chưa? Dạ. Một sự sắp xếp vô hình nào đó của ông tơ bà nguyệt đúng không? Đó. Rồi bây giờ hai đứa về dưới quê rồi xong rồi á bắt đầu là đám cưới luôn chưa? Đám cưới như thế nào? Dạ chưa hay là phải đi hay làm. Là con đi làm 2 năm là tụi con đám cưới. Nhưng mà trong cái thời gian nó có chia tay gì không? Dạ gây lộn rồi có ghen tuông. Có lần nào chia tay dài không? Thì con thì con chả bao giờ giận vợ con gì đâu. Cũng không có trách móc cái gì. Nhưng mà không lẽ không có một cái nhưng mà vợ con có giận con thì vợ con thì nói chung là giận thì nhiều mà con thì giận thì mình nói chung là rất là thương vợ. Rồi biết rồi nhưng mà chú hỏi nè, điều vô thẳng vấn đề luôn. Dạ. Là hai đứa có lúc mà quay về quê lại đó. Dạ. Là có chia tay không? Dạ. Có. Có mà chia tay dài không? Có chuyện dạ. Chia tay đó là sao? 3 ngày. Chia tay 3 ngày. Tới 3 ngày dài. Rất dài. Rất dài. Nhưng mà cái chuyện nó lớn lắm đúng không? Dạ đó là cái sóng gió duy nhất của tụi con từ lúc mới quen cho tới bây giờ. Vụ gì? Vụ gì vậy? Dạ. Cái này có liên quan tới một bạn trong cơ quan với lại anh. Thì nếu mà bạn có xem được thì coi như đây là một cái câu chuyện cười của thanh xuân. Lúc đó là anh đi làm ở cái cơ quan mà em rồi, làm cái bệnh đó. Viện đó đó. Dạ. Ừ. Ở bệnh viện á. Thì một thời gian bình thường hai đứa vẫn nhắn tin là một ngày mấy trăm tin. Nhưng mà từ lúc anh đi làm á thì anh rất là ít nhắn tin với con.
và con giận. Thì mấy bữa con giận là anh nhắn liên tục. Còn bữa nay con giận, con không nhắn anh cũng không nhắn con luôn. Thì con mới kiểm tra điện thoại của anh, thì con mới thấy là anh có nhắn tin với một bạn nữ cùng cơ quan. Thì cái nội dung tin nhắn là không có mang nội dung yêu đương, không hề luôn. Nhưng mà nó có cái sự quan tâm. Bạn nữ đó thì không có một cái cảm tình gì với anh, bạn nữ đó là lơ luôn. Nhưng mà anh vẫn rất là thường xuyên nhắn tin quan tâm, giống như cái đầu tiên mà anh mà anh tin quan tâm cho con là có rồi đó. Dạ. Thì con mới thấy như vậy, nhưng con cũng nói anh, con nói là anh ơi, bây giờ anh nhắn tin như vậy đó, anh đừng nhắn bạn đó nữa. Thì anh cũng nói là anh không nhắn nữa. Nhưng mà một thời gian con vẫn thấy vẫn nhắn. Thì trong cái nội dung tin nhắn đó nó có cái chữ là thương hại. Con đọc được. Thì con mới ủa, mình đâu có cái gì đâu mà phải thương hại. Con mới nói anh. Thì con nói là em thì không có cần thương hại. Ví dụ anh thương thì thương, còn không thương thì thôi, em không cần thương hại. Cho nên làm thôi, bây giờ em với anh chia tay đi. Lúc đó là buổi tối hôm đó ở nhà chị của con. Thì con nói em với anh chia tay đi. Nhưng mà cả nhà con và nhà anh đều biết hai đứa quen nhau và rất là thương hai đứa, coi như là cháu trong nhà luôn. Thì con mới nói anh là nếu như mà mọi người hỏi á, thì em cũng không nói là ai sai ai đúng. Em chỉ nói là mình không có hợp thôi, thì chia tay. Bình thường hai đứa mà cãi nhau hay là con giận á, là anh khóc nhiều lắm, còn con là rất là cứng rắn. Nhưng mà hôm đó con lại khóc rất là nhiều luôn. Anh không khóc gì hết. Cái câu trả lời của anh là tùy em. Em làm sao em thấy thoải mái thì em làm. Trong khi những lần trước anh sẽ trả lời là anh không chia tay, em thích thì em chia tay một mình em đi. Em gái mưa này hơi lớn. Nhưng lần này anh lại nói là tùy em, em thấy như thế nào thoải mái thì em làm. Có rồi. Sau đó thì sau đó là cũng con nói là bây giờ mình không có là người yêu nữa đâu, nhưng mà mình vẫn làm bạn bè bình thường. Hai đứa vẫn làm bạn bè. Thì một cỡ chừng 3 ngày sau anh mới nhắn tin cho con, anh gặp con, anh mới nói là bữa giờ làm bạn bè với anh có vui không? Thì 3 ngày là làm bạn bè là không nhắn tin. Tại con á là cứ thích anh này là nhắn tin nhiều. Nhưng mà anh này là cứ nói là bận việc đi làm không nhắn được, biện lý do, nhưng mà thì ra là nhắn cho bạn kia được. Thì sau đó 3 ngày đó thì con không có nhắn nữa, tại vì con đã xác định là không quen nữa, nên con cũng không có đợi tin nhắn của anh nữa. Rồi 3 ngày không nhắn gì hết thì anh mới nói con, bữa giờ làm bạn với anh có vui không? Thì đâu có vui xíu nào. Cảm giác của anh cũng rất là khó chịu, cảm giác con cũng rất là khó chịu. Thì hai đứa mới ngồi lại nói chuyện với nhau, mới nói ra là vì sao anh lại như vậy. Là tại vì con là cứ lúc nào cũng muốn anh nhắn tin, rồi lúc nào cũng hay giận anh, lúc nào cũng giận vô cớ. Anh nói là bây giờ mình đi làm rồi, nó sẽ khác với hồi mình đi học. Nó sẽ có áp lực của công việc, chứ không phải là lúc nào anh cũng có thể cầm điện thoại để nhắn tin cho em. Hay là em giận gì thì em cũng phải nói để anh biết, chứ anh không thể nào mà ngồi đoán ý của em được nữa. Thì lúc đó con cũng có rút kinh nghiệm, con cũng có nói là em sẽ rút kinh nghiệm. Còn anh cũng rút kinh nghiệm, anh sẽ không nhắn tin với bạn đó nữa. Rồi hai đứa quay lại. Thì từ đó là anh cũng không nhắn tin với bạn đó nữa. Coi như thời điểm này là thời điểm mà lựa chọn hạnh phúc rồi đó. Dạ đúng rồi. Chọn hạnh phúc, chọn yêu thương rồi đó em. Đúng không? Đúng đó. Đó là cái gọi là cái mức mà gọi là đúng cái thời điểm mà phải chọn nhau. Tại vì luôn luôn trên bờ vực đúng rồi, người ta phải chọn lựa. Phải chọn thôi. Một trong hai. Đúng không? Hiểu không? Chọn sai là phải chịu thôi. Đúng rồi. Chưa? Ủa nhưng mà lúc đó là hai chọn đúng hạnh phúc. Chọn đúng hạnh phúc. Có nghĩa là lúc đó là mọi đứa là, có nghĩa là con đang ở nhà, con nhắn tin cho cổ, cổ ở nhà cổ nhắn tin. Đúng không? Dạ. Có nghĩa là hai đứa ở hai nhà khác nhau hay sao? Dạ đúng rồi. Tức là đến một lúc nào đó con biết không, thực sự á, cái chuyện mà mình nhắn tin á, quan tâm nhau á, thì mới đầu thì nó sẽ rất là thú vị, nó sẽ rất là đáng yêu. Nhưng mà một khi một cái công việc hoặc là trong cuộc sống bắt đầu có những cái áp lực về công việc rồi á, thì đôi khi những cái đó nó sẽ tạo những cái mà phải nói là áp lực hơn công việc nữa. Thực sự vừa lo việc vừa nhá tờ trả đúng lời. Rồi cái đó là mình phải tinh ý cái việc đó. Và đến một lúc nào đó mình cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi vì cái chuyện là mình cứ phải, mình không có được tự do. Mình không có được tự do để làm một cái điều gì cả. Tưởng tượng một ngày mà nhắn tin 200 tin thì làm gì còn thời gian để nghĩ chuyện cả. Đúng rồi. Đó, anh vừa đá banh mà anh vừa nhắn tin cho con. Đó, vì cái nó bị mệt mỏi á con. Nó nghe này, cho nên là sau đợt đó chắc là bớt nhắn tin lại đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cái đó lúc đó là cảm nhận của con sao? Thì con ngồi nói chuyện á. Thì nói chung là cái lúc đó thì con, cái lúc mà chia tay 3 ngày đó thì thực sự thì mình nhắn tin niềm nhắn tin với bạn bè thôi, chứ trong lòng cũng đâu có vui vẻ gì đâu, nó rất là khó chịu. Nhưng mà tại vì vợ cứ giận những cái chuyện con không biết là cái chuyện gì mà cứ giận. Nhưng mà hai cái từ thương hại đó là như thế nào? Thì lúc đó con cũng không có suy nghĩ kỹ, chỉ nhắn cho vui vậy thôi. Nhắn cho cái cô kia không? Cô là kiểu bạn, giống như là một người bạn mới rồi mình
tâm sự. Đã nói em gái mưa mà mưa hơi lớn chút xíu. Cũng may mà tạnh được, tức là tạnh đúng thời điểm. Đúng không? Có 3 ngày thôi chị. 3 ngày là hết nước rồi, 3 ngày là mưa hết nước rồi. Rồi thôi bây giờ mưa thuận gió hòa rồi, đúng không? Dạ, dạ. Bây giờ là hai đứa có em bé rồi đúng không? Dạ đúng. Em bé thì bao nhiêu tuổi? Dạ 2 tuổi. 2 tuổi, trai bé trai đúng không? Dạ đúng rồi. Đó rồi bây giờ qua tới cái hôn nhân đó, lật sang trang nè. Dạ, khi mà lấy nhau xong rồi về... coi như là trong tình yêu là chia tay có 3 ngày thôi. Là dài nhất. Đó. Rồi không có gì gọi là sóng gió nữa hết. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ về nhà thì bắt đầu mới có thấy những cái thói hư tật xấu bắt đầu từ từ le lói xuất hiện. Có không? Có là góp ý nha. Có là góp ý để đối phương đúng rồi. Phải. Đây là cơ hội để chúng ta nói nói về cái cảm nhận cũng như là cái suy nghĩ của mình về người bạn đời của mình. Nó sẽ là bằng chứng trước tòa. Sau này là hai đứa mà có chối á, nó đây bật lại cái tua lại cái đoạn này. Đó. Anh nhớ bữa đó anh hứa không? Anh hứa anh bỏ không? Đó ví dụ. Anh ấy có những điều gì chưa vừa lòng, những điều gì cần phải khắc phục mà nói chung là tật xấu đó. Đó. Dạ, tụi con quen là 9 năm rồi mới cưới. Cho nên là con cũng hiểu được về anh cũng khá nhiều. Thì tới lúc cưới á là con bị vỡ mộng ngược. Vỡ mộng ngược. Nghĩa là lúc quen á thì anh cũng không có được chu đáo, không có được tốt bằng như là sau khi cưới. Sau con khi nhín lại chút lòng tốt. Chà, chuẩn bị nó nhín nó, lại một chút. Coi chừng nó khui những cái tính tốt đó nghe. Thì đó, bây giờ bắt khui tính tốt đó nghe. Khui tính tốt là lạc đề đó nghe. Đây là giai đoạn coi như đây là thời khắc để chúng ta khui tật xấu. Dạ. Nha. Nếu mà nhất định là khui tật xấu thì anh khui đi. Anh khui trước đi. Ủa là sao? Là khui. Dạ, tại vì con thấy anh là cũng được 9,75 điểm rồi đó cô Hồng Vân. Rồi bây giờ cái 25,025 cái kia là cái gì? Dạ, 0,25 là để cố gắng, để phát huy. Chứ còn con thấy anh gì là ok lắm rồi. Không. Tức là giờ con muốn anh thay đổi điều gì không? Con muốn anh là cứ như vậy thôi, cứ như vậy. Rồi cứ yêu thương vợ con như vậy thôi. Là con thấy là đủ. Không cần thay đổi điều gì hết. Dạ, đừng thay đổi, vậy thôi. Và và hơn vậy nữa một xíu là được. Dạ. Đó là thay đổi hơn bây giờ xíu đó con. Dạ, thay đổi cái gì? Rồi. Nhưng mà là thay đổi cái gì? Là ví dụ thương bây giờ thương vợ con là thương cao như thế này, cao như thế này. Thì giờ thương tiếc, cao như thế này. Dạ. Đó. Ủa có mê game, có hút thuốc, hay là có nhậu nhẹt. Ngày trước á là anh có chơi game nhưng mà sau khi cưới con thì anh cũng không chơi game nữa. Tức là bạn này bạn nói thay đổi ngược mà. Thành ra là vỡ mộng ngược. Vỡ mộng ngược thôi vậy là tốt rồi. Mình chặn liền không? Tốt rồi. Tính tốt. Đúng rồi. Còn con muốn vợ con thay đổi điều gì? Không, về trước mắt là có tật xấu không? Cái thay đổi là cái tật xấu đó. Muốn vợ con thay đổi điều gì? Dạ. Vợ có tật xấu là tối là đi ngủ là không có thường xuyên đánh răng đâu. Đánh răng nó hơi bị xấu. Phải giữ gìn vệ sinh. Đúng rồi, giữ gìn vệ sinh răng miệng. Phải chịu khó đánh răng thêm. Rồi, đó là thay đổi nè, rồi gì nữa? Rồi nói chung rồi cố gắng chịu khó ăn uống cho mập lên. Dạ đúng rồi. Tại vì con thì cũng cố gắng nấu cơm rồi cũng tắm bổ món này món này món kia nhưng mà vợ thì cũng lười ăn. Cho lười ăn đi. Cho nên mới vậy nè. Cho luôn đi. Dạ. Chỉ mong vậy thôi. Với lại làm việc thì giữ gìn sức khỏe. Dạ. Đó thì ăn uống đầy đủ để giữ gìn sức khỏe. Lười ăn, đó, lười đánh răng. Đó và tham công tiếc việc. Lười đánh răng sau này nó sâu răng là mệt lắm nha con, đau răng là đuối lắm luôn. Rồi.